Đúng 0 giờ hôm nay, 27 tháng 9, những sản phẩm thuộc iPhone 16 series chính thức được các nhà bán lẻ ủy quyền của Apple trong nước giao tới tay người tiêu dùng Việt Nam. Nhiều người tại thành phố Hồ Chí Minh đã thức trắng đêm để trở thành những người đầu tiên sở hữu iPhone 16 chính hãng phân phối tại Việt Nam. Tối ngày 26 tháng 9, rất đông tín đồ của iPhone 16 series tại thành phố Hồ Chí Minh đã sớm có mặt tại các đại lý ủy quyền của Apple tại Việt Nam. Thức chờ tới đúng 0 giờ ngày 27 tháng 6 để nhận iPhone 16 series với 4 phiên bản gồm iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max. Khách hàng nhận iPhone 16 đợt đầu tại Việt Nam là những người đã đặt hàng trước đó, ngay từ khi các hãng mở cổng đặt trước. Tại các hệ thống như Topzone của Thế giới Di động, FPT Shop, Cellphone S, Minh Tuấn Mobile, 24 giờ Store hay Viettel Store, đa số khách hàng đến nhận máy đều là dòng sản phẩm iPhone 16 Pro Max. Trong đêm mở bán, hệ thống FPT Shop giao tới tay khách hàng 1.000 máy đã được đặt trước, đồng thời sẽ giao 20.000 máy còn lại trong 3 ngày mở bán tiếp theo. Trong khi đó, Topzone đã lập kỷ lục khi có 60.000 khách hàng đặt trước sản phẩm và có 40.000 khách hàng đặt cọc. Ngay trong đêm mở bán và những ngày tới, Topzone sẽ giao 30.000 máy đến tay người dùng Việt Nam. Trong ngày đầu mở bán, đại diện Cellphone S cũng cho biết hệ thống sẽ điều phối nhân sự để cố gắng hết mức trả hàng hơn 2.500 máy cho khách hàng đặt trước đợt 1.